Ủa chưa biết bơi rồi mà. Anh nhưng mà anh sợ chim. Anh quay em. Bơi ớt thì nãy nha. Rồi nha, chuẩn bị nha. Rồi. Đây là chân chưa? Nghĩ sao vậy? Đây em. Cái chìm, càng chìm. Bơi nè. Tiếp xúc được bốn cô gái thì để mà nói ấn tượng nhất thì mình chưa phải là gọi là ấn tượng nhất với ai, nhưng mà để một cái cuộc gặp mà vui vẻ nhất thì có lẽ là với C. Gặp với C là cái buổi mà thoải mái và vui vẻ nhất. Và bây giờ là đến phần quan trọng nhất. Từng cặp đôi sẽ thể hiện tình cảm của mình bằng một nụ hôn trong khung cảnh hoàng hôn. Chủ động chứ không vậy. Bò của em là sáng bây giờ hôn người ta. Mới bò của em là sáng bây giờ hôn người ta. Khi mà anh Hưng hôn xe ở hồ bơi, cái nụ hôn má cái hụ hôn má thì thấy cũng bình thường thôi, cũng rung động. Lúc sáng á thì em có bắt cặp với anh Hưng, nhưng mà hai đứa chưa nói chuyện gì được nhiều hết à, chỉ biết nhà cửa nhau ở đâu, quê ở đâu vậy thôi, chứ không có biết gì nhiều gì nhau hết. Nên em mong có cơ hội mà gặp được anh Hưng nữa thì em sẽ tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Dù Ngô Tuấn đã tìm cách trốn tránh nụ hôn với cô nàng Cẩm Tiên, nhưng Việt Hưng đã không để cho anh chàng được toại nguyện. Khi mà anh Tuấn hôn em thì thật sự ra lúc từ ngay lúc đầu luôn, em đã xác định anh Tuấn đơn thuần chỉ là một người bạn đối với em thôi. Đến tận bây giờ, và cái nụ hôn đó thì em cảm nhận là cũng là một nụ hôn bình thường xã giao của một người bạn thôi. Tôi đã mong chờ cặp này từ lâu rồi đó. Đẹp quá. Mời trên môi đây nè. Khi mà Phú hôn lên trán của Anna hôm đầu tiên thì Anna có cảm nhận được anh ấy là một chàng trai dịu dàng và cũng ấm áp và cũng hiểu. Sau khi xe hẹn hò với bốn chàng trai trong 2 ngày thì xe thấy là anh Phú rất bí ẩn và nó có một cái nét gì đó mà xe thấy thích anh Phú hơn là ba bạn nam còn lại. Buổi tối các bạn chia làm 2 nhóm cùng nhau dùng bữa tại khách sạn Malibu. Ăn xong mình sẽ đi tập thể dục. Sao không ngồi kiểu gì nam bên nữ bên nè? Ngồi bé qua đây mẹ. Tay cho nó đều. Vô nè, thôi mình lại chúc mừng cái chiến thắng của mình. Gì nữa? Với lại nhớ lại, ghi nhận lại những khoảnh khắc của anh với em. Hẹn hò. Ok. Hẹn hò bãi khỉ. Đúng rồi. Vô, chúc mừng em. Chúc mừng. Bớt nhây nha.
em mà bớt nhây lại chút xíu là ok lắm á. Đâu, em đâu có nhây đâu. Thiệt. Bản chất của em là vậy mà. Ừ. Lúc nào cần tỉnh em sẽ tỉnh. Trong chương trình không tỉnh được. Tại mọi người có vui. Em có hào hứng. Không có hào hứng đâu. Cái đó biết gì không? Dạ. Tăng động quá. Vô cái nữa nè. Em chửi em không? À, năm đó không chửi đâu. Chùi đây. Lấy khăn chiếc chùi. Hào quay. Từ từ nha. Giấy là đâu? Đùa, không có đâu đâu. Rồi, đẹp chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Chưa, em buông tay em ra đi. Buông tay em ra để em chỉnh cho. Ôi, tới kìa. Ăn tới luôn kìa. Ôi, ngồi đó, ngồi đó cho ngồi luôn. Hello. Vô ăn cơm luôn em. Vô đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Bên này nè. À, có. An bằng công việc riêng của An, nghĩa là đi hát. Với lại hôm nay đặc biệt là hôm nay trễ một xíu tại vì hôm nay là An làm giám khảo cho một cái đêm chung kết của sinh viên thi hát tiếng Anh toàn quốc. Xong chương trình rồi thì An bắt xe xuống Vũng Tàu liền. Khi mà anh thấy An xuất hiện trong bữa ăn tối thì anh cũng rất là bất ngờ, bởi vì lúc đó là tối quá rồi, mình ăn tối rồi. Với lại mình cũng đã ghép cặp qua những nhiều cái thử thách mà vẫn không thấy An. Tưởng là An sẽ không tới luôn, nhưng mà ai dè An đã tới. Xin chào mọi người, thì đây là chủ phòng mới. Đây, chủ phòng mới. Chủ phòng mới. Ừ. Sắp tới sẽ điều hành em với em. Rồi, chủ phòng mới rồi. Chủ tịch hội đồng. Ừ. Anh chưa biết nhiều điều ở trong cái nhóm này đâu, bây giờ anh sẽ biết nhiều hơn. Em. Anh ăn cơm đi. Khép bài bữa rồi. Em lại khép bài. Xuống hồi mấy giờ em? Em mới xuống luôn. Đi 1:30 à? 1:30 à? Thôi, cảm ơn. Ăn đi em. Em sao cô chị vô? Ai là ca sĩ hả? Thêm một người ca sĩ rồi. Thôi rồi em ở chơi với một người luôn không hay là có về nữa? Chiều mai em về. Ừ. Ừ. Sao cứ rồi cuối cùng có lên lại không? Sáng sao lên lại thì lỡ luôn. Không có lại. Chiều về anh mấy camera chỉ trong thẳng mặt. Thường là thấy bút review ví dụ. Ủa bữa nay các bạn làm gì vậy? Chiều thì mọi người đi tổ chức cuộc thi leo núi ba chân. Rồi giải nhất bên kia. Rồi, thắng cuộc. Vô. Như ai? Từ từ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ngon quá. Em món nào mà ăn được hết trừ mấy món ăn được ra. Vũ nhìn. Nãy em với trẻ đâu có được tận hưởng nụ hôn phòng trái. Ủa nụ hôn gì vậy? Mình được hôn à? Chương trình này được hôn à? Là ông Phú hôn Thi, xong rồi Tuấn xuống hôn Thi, xong rồi Thi hôn Phú, ông Phú thì hôn Thân, hôn xong rồi có Tuấn. Vậy đó. Ờ. Tiền mã. Trong chơi á. Thôi vô. Sạch mà mới tắm, chạy có bơi mà. À, ăn vô, cái nó thay đổi liền. Đúng không? Tự nhiên nó nhiều hơn. Sôi nổi hơn, không biết vì sao. Tâm làm mạnh mẽ đó, nên Tuấn hơn cả em mà. Là mọi người đang thắc mắc không biết vì sao này, giờ hỏi An. Thì... Ủa em hả? À, An có em sao vậy? Trời ơi, nhìn chứ. Trời ơi, nhìn chứ. Tối nay là có đại chiến. Sao? Còn mình 5 người đúng không? Ừ. Bên 3, bên 2 thì còn 1 người nữa, tối nay vô. An nữa là 6 người đúng không? Số 5, số 6. Chỉ có... Mình là... 5 người rồi. 5 người nhưng tối nay sẽ có 1 người là 6. Phú, anh Phú hiểu không? Ủa, anh hiểu rồi. Vẫn chưa hiểu. Cái này là để đem nha anh. Thật ra thì An biết là một tập thể mà dành thời gian cho nhau, không xài điện thoại, mà có những cái hoạt động chung, chơi trò chơi, đi ăn, như là từ sáng tới tối, chỉ còn một ngày thôi là kiểu mình đã hiểu nhau rất là nhiều.
có những cái mối quan hệ nó được tạo ra. Thì An cũng không biết là trong xa mình mong chờ điều gì, nhưng mà An biết là mình sẽ bị thụt lùi một xíu. Yêu anh là em đủ về vốn rồi. Làm gì mà yêu cái gì chương mà. Trình này cái ai mình cũng yêu chứ chết quá. Ai cũng yêu ông Phú cũng yêu. Ai cũng yêu hết trơn, ai chồng yêu, về này ai kia chồng rồi. Ai cũng rồi. Tới cuối cùng ấy kết thúc chuyến đi cái ông hai yêu em ấy. Tối nay là có đại chiến. Sao còn mình 5 người đúng không? Ừ. Bên ba bên hai thì còn một người nữa tối nay vô. Ai nữa là 6 người đúng không? Số 5, số 6. Chỉ có mình là 5 người rồi. 5 người nhưng tối nay sẽ có một người là 6. Ủa, anh Phú hiểu không? Ủa, anh hiểu không? Vẫn chưa hiểu. Anh đang nói chuyện. Ủa? Đã. Nãy giờ. Đã. Đúng rồi. Thì kêu mọi người thà mình im đi, mình đừng có nói. Chứ mọi người nói. Nói nghe là mai mốt á. Mai mốt á. Nghĩ với bạn tôi chức là giọng đang bàn nam bàn nữ riêng. Nam nói chuyện nữ không hiểu gì trơn á. Không hiểu mới có sự tò mò đúng không em? Khó chịu sẽ cho một bài nhạc là đa 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 đa. Cái này làm đây thêm nha anh. Thật ra thì anh biết là một tập thể mà dành thời gian cho nhau, không xài điện thoại mà có những cái hoạt động chung, chơi trò chơi, đi ăn như là từ sáng tới tối, chỉ cần một ngày thôi là kiểu mình đã hiểu nhau rất là nhiều và có những cái mối quan hệ nó được tạo ra. Thì anh cũng không biết là trong xa mình mong chờ điều gì, nhưng mà anh biết là mình sẽ bị thụt lùi một xíu. Yêu anh là em đủ về vốn rồi. Làm gì mà yêu cái gì mà. Chương trình này cái ai mình cũng yêu chứ chết quá. Ai cũng yêu ông Phú cũng yêu. Ai cũng yêu hết trơn, ai chồng yêu, về này kia rồi. Chồng ai cũng rồi. Tới cuối cùng ấy kết thúc chuyến đi cái ông hai yêu em ấy. Tham gia chương trình này muốn đời người có một lần mà không chỉ nhất á. Cố gắng tạo ra một cái gì đó. Nó là một kỷ niệm. Nó là một... Chỉ là nhìn thôi mình chỉ chấp nhận mà kiểu mà mình coi người này đang thân với người này đang thân với người kia hơn. Và họ có những cái sự hiểu biết lẫn nhau mà chỉ có họ biết. An nghĩ cái chỗ đó bình thường thôi. Thì qua những ngày tới thì An cũng sẽ tạo ra những cái mối quan hệ như vậy thôi.